thì khi mà lắp đặt thì các bạn phải chú ý là cài đặt lại cái địa chỉ để nó không trùng với các cái dàn địa chỉ khác ờ, Xin chào tất cả các bạn nhé thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái bo của cái dàn lạnh của các cái đời máy VRV Toshiba đối với các cái model là MMU MMC, MMK, MMD MMU Và cái đuôi của nó là AP Còn cái công suất đằng sau thì uh, Nó thay cho được rất là nhiều các cái công suất khác nhau vào nhé Thì nó có thể từ 1001 hoặc là bao nhiêu đấy <laughs> Thì nó có rất là nhiều Những cái mua, à cái công suất Có thể thay được bằng cái con bo này sơ uh, qua về cái bo này ấy, thì Ờ uh, các cái mà cầu của nó này các cái rắc cắm này thì khi mà thay thì các bạn phải chú ý là có một số cái rắc nó giống nhau nhé các bạn nhé, đấy chân nó giống nhau nhưng mà cái màu nó khác nhau thì khi mà thay cái bo mới này thì các bạn phải chú ý là cắm đúng các cái chân vào ví dụ như chân nguồn phải cắm vào chân nguồn vì chúng ta cắm nhầm một cái là có thể là xung ngược và chết ngay các cái linh kiện điện tử bên trong đó thì nó rất nguy hiểm. đấy thì uh, đầu tiên là đối với một cái bo này thì cái nguồn vào của nó đây các bạn nhé là màu đen này. đó cái rắc màu vàng thì uh, mình thấy là cũng uh, nó ít sử dụng. đấy thì uh, uh, cái rắc này các bạn cũng không cần quan tâm nhiều vì uh, cái bên trong này nó rỗng. đấy và cái thứ hai là cái rắc của cái dp này cái bơm này đấy bạn heater thì cũng ít dùng đấy. thì đấy là hai cái rắc mà nguồn vào đấy và đây nó có một hàng sensor này thì các bạn chú ý nhé một số cái sensor thì nó có ba chân đấy ba chân này thì có thể cắm nhầm các bạn nhé nhưng mà cái màu nó khác nhau cho nên là khi mà cắm là chúng ta phải hết sức chú ý không cắm nhầm các sensor vì cắm nhầm các sensor này thì nó dẫn đến là hoạt động sai nó hoạt động không đúng uh, theo cái yêu cầu. Ví dụ như là uh, van này, rồi quạt này. Đó thì uh, nó sẽ được điều khiển không đúng thì nó dẫn đến là có thể lỗi các cái phần khác. Nó có thể bám đá chẳng hạn, đấy. Và một số các cái chân về phía đằng sau này thì à, các bạn chú ý đến cái chân PMV này PMV là cái chân mà của cái van điện tử đấy. thì cái van pull van đấy. đấy pull motor van đấy PMV thì các bạn cắm vào đây thì một số dòng thì nó có thêm một cái rắc phụ tức là nó sẽ nối với một cái rắc trung gian từ đây ra thì cái PMV cái van thì cái rắc của nó nó lại khác đó thì à, phải chuyển đổi cái rắc thì các bạn cũng phải chú ý nhé cắm cho nó đúng và cái uh, cuối cùng là phía bên này thì nó là cái giác quạt cái giác quạt này nhá đây là cái giác mà công suất của cái quạt đấy thì con này nó không sử dụng các cái ic công suất mà nó sử dụng sáu con đèn sáu con đèn một uh, phép đấy thì uh, nó đóng theo thứ tự nó cũng cấp ra cái dạng điện ba pha đấy nhưng mà uh, nó đóng theo thứ tự là uh, các cái chân lệch nhau thì nó tạo ra cái từ trường xoay đấy. ở đấy là cái uh, về phần điều khiển của cái quạt nhá và thêm một cái nữa về cái điều khiển cái uh, chân phản hồi cũng như là một số cái chân của cái quạt thì nó có cái rắc nam chân này để nó đưa về nó lấy cái tín hiệu phản hồi về tốc độ rồi về IC Hàn đấy nó đưa về đây thì để nó giám sát cái quạt và một cái rắc nữa là cái rắc này cái rắc mà DB với cả FS này này thì cái rắc này thì các bạn cũng chú ý nhé là đối với một số cái dòng máy âm trần mà nối ống gió chẳng hạn hay là cassette, Đó, âm trần thì nó hay có các cái uh, bơm, Đó, thì nó khi có bơm ấy thì nó sẽ có cái phao để điều khiển bơm. Đấy thì cái phao này nó sẽ được gắn vào đây và khi mà các bạn sử dụng cái mô đen này này, cái bo này cho các cái mô đen mà uh, máy mà treo tường ấy cũng là VRV nhưng nó lại dòng treo tường thì các bạn chú ý là phải có một cái rắc để nối tắt cái chân 1 và chân 3 của cái DB này lại đó thì cái bo cũ mà các bạn tháo ra thì các bạn phải cắm cái rắc này vào đấy còn không là nó sẽ báo lỗi các bạn nhé đấy thì đấy là một số cái chú ý mà khi mà lắp cái bo này đấy thế còn đây thì cái chân này thì chân OC này với cả RC này một chân nó sẽ kết nối ra cái dần nóng và một chân thì nó kết nối tới cái bộ điều khiển đấy cái R1 đấy đó thì đấy là sơ bộ các cái chức năng của một cái bo VRV đấy thì lắp cho rất là nhiều dòng máy các bạn nhé và một cái chú ý là khi lắp đặt xong ấy thì đối với các cái máy VRV thì nó sẽ định danh các cái địa chỉ để nó chống trùng nhau thì nó mới hoạt động được thì khi mà lắp đặt thì các bạn phải chú ý là cài đặt lại cái địa chỉ để nó không trùng với các cái dàn địa chỉ khác mà đã có ở trên cái hệ thống ga đó và đối với một số cái bo mà chúng ta có sử dụng cái hệ mà chúng ta có sử dụng cái bộ điều khiển trung tâm thì phải cài luôn cả cái địa chỉ của bộ điều khiển trung tâm này thì nó mới nhận các cái tín hiệu về đó thì một số cái lỗi nó hay liên quan đến cái bo này đó là lỗi e4 nhỉ e4 nhưng lại chỉ lỗi một con nhé còn e4 mà lỗi nhiều cái mặt lạnh trong một cái hệ thống ga thì nó lại liên quan đến cái dàn nóng nhiều hơn hoặc là cái đường truyền đó hoặc cái nguồn dàn nóng nhiều hơn thế còn nếu như e4 mà nó bị một con này nhá thì các bạn có thể test nhanh để biết được là nó có phải lỗi cái bo này hay không. Đó. Thì đấy là một cái bo này. Đây các bạn nhìn đấy. À, bo này thì là của Nhật. Đấy các cái linh kiện nó rất là nhỏ. Rất nhiều các linh kiện nhỏ. Đấy, linh kiện nhỏ. Và cái đường mạch của nó thì cũng tương đối là đẹp bởi vì cái bo của người Nhật này này. Thì có thể họ làm về các cái bảo vệ, các cái tính năng bảo vệ Người ta làm nhiều Đấy cho nên là các cái bo này thường nó cũng không hỏng nhiều các bạn nhé Nhưng mà khi nó hỏng thì các bạn uh, kiểm tra và thay thế Thì một số cái chú ý khi mà thay thế cái bo như này Đấy, là như vậy Đấy, yeah. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé